Mình tên là Lam Minh Đạt, năm nay mình 13 tuổi. Mình đã giành được giải kim cương tại bảng 1, cụ thể là nội dung đấu trường danh văn của cuộc thi Phước Quét năm 2022. Dạ, chào mọi người, con tên là Đồng Sư Bảo Định, năm nay con 12 tuổi, con đang học tập và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Con đã giành được giải vàng tại bảng đấu trường danh vọng của cuộc thi Code West. Con bắt đầu học lập trình từ đầu tháng 8 năm 2022 dưới sự hướng dẫn của thầy Dũng bên trung tâm Architect. Mình đã tìm đến Architect, mình đã học ngôn ngữ Python trên nền tảng Code Combat. Sự khác biệt giữa cuộc thi CodeQuest và các cuộc thi lập trình khác là các cuộc thi lập trình khác mình sẽ có đề và tự giải theo đề bài đó. Nhưng CodeQuest hoàn toàn khác, mình sẽ sử dụng những phần code để điều khiển các nhân vật của mình để chiến thắng đối thủ. Sau khi thi đấu CodeQuest và đạt giải, con cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Bí kíp giúp mình đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi là xem đi xem lại những trận đấu mình đã thua, chiến thuật của đối thủ, áp dụng nhiều kiến thức từ đó mà chúng ta có thể làm cho code của chúng ta hay hơn để chiến thắng đối thủ. Theo mình chỉ nên thay đổi code những lúc chúng ta cần thay đổi liên tục là tốt, nhưng cần phải hợp lý. Lời khuyên của mình cho những bạn tham gia CodeQuest năm nay là nếu bạn có đủ thời gian thì nên tham gia cả hai bảng, và các bạn ở bảng 1 nên update code thường xuyên, nghiên cứu chiến thuật của đối thủ và hãy đưa ra một chiến thuật cụ thể của riêng bạn, vì hầu hết những người đạt giải cao đều là do họ có một nền tảng vững chắc. Để có được giải cao là mình có thể xem đi xem lại trận đấu để biết được ở đâu chiến thuật của đối thủ là công hay thủ, từ đó xây dựng bộ code để chiến thắng đối thủ.